Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Đỗ Chí đây. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và giao lưu với tất cả các bạn một cái cây hoa mẫu đơn Mỹ vàng giống nha các bạn. Thì cây này đã được ghim giống và nó đã lớn rồi. Mình trồng vô chậu, mình đã thuần chậu lâu rồi. Thế thì hiện tại thì các bạn thấy cái cây nó đâm rất là nhiều chồi chồi trên cây nha, đâm chồi nách rất là nhiều nha. Cây này đã được nuôi rễ cám ra đầy chậu hết rồi. Chứ không phải là cây mới giờ vừa ghim trong chậu nhựa các bạn. Đấy. Cây này thì nó có cái hoành thân á, thì cỡ bằng cái đũa ăn cơm của mình nè. À. Rồi cái cây này có chiều cao thì nó khoảng tầm 20 cm trở lên. Đấy, cái cây này thì các bạn về các bạn nếu như mà lấy cây ghép á, thì rất là nhiều cây luôn nha. Hiện tại thì mình cứ ghép á, là hàng hiếm á, thì mỗi một mắt lá thì mình ghép một chồi thôi nè, một chồi nè, hai chồi nè, ba chồi nè. Mình cắt tới cái đoạn này nè để chừa là dưới trở lên chồi nữa. 1 2 3 đoạn qua bên đây. Bên đây mình cắt một chồi thôi là 4 chồi. Và tới cái chồi ở đây là một chồi, nó là 5 chồi và cắt đây cái là 6 chồi. Thì hiện tại thì cái cây này á, là các bạn sở hữu về á, thì các bạn nếu ghép á, vào cái cây khác để mình nhân giống cho nhanh á, thì được 6 chồi. Đấy. Rồi khi mà các bạn đã cắt những cái chồi này nè xong rồi á, là một thời gian rất là nhanh thôi, thì những cái chỗ cắt này nè nó ra thêm mỗi đầu này là hai chồi nữa các bạn. Thì càng cắt chừng nào thì cái cây mình sau này nó càng nhiều hoa chừng nấy. Đấy, cây này thì cây thần sống trong chậu khỏe rồi nha các bạn. Đem về một là ghép, hai đó là mình chơi cây nguyên thủy cũng vẫn đẹp luôn. Cây nó có ra cành thế hết rồi nè, đều cành hết rồi và cây đang xanh tốt tùm nha. Cái bao Mỹ vàng chỉnh chăm chăm các bạn. Rồi các bạn nào có yêu thích cây Mỹ vàng này thì liên hệ trực tiếp với Đỗ Chí qua số điện thoại là 0939 968 685. Rồi Đỗ Chí xin trân trọng cảm ơn.